Dạ, Đồng Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhá. Thì dạo thời gian gần đây thì rất nhiều các bác hay hỏi em về hệ cưa xích Estin 023. Ờ, nhưng mà thật sự là cửa hàng chúng em vừa rồi đang bị cháy hàng, không có hàng để bán. Nay thì cửa hàng chúng em mới nhập về được hai máy cưa xích nhá. Hiệu Estin 023 đều là dòng chuẩn bãi Đức hết các bác nhá, nguyên zin bản từ A tới Z. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá, về được 2 cây thôi. Duy nhất chỉ có 2 cây. Đó, các bác nào ưng ý thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Đó, bởi vì hàng riêng về dòng hàng bãi ấy, thì nó chỉ về theo từng đợt các bác nhá. Đó, nên là các bác nào mà xem video, thấy video mà đang cần những dòng sản phẩm như thế này thì liên hệ ngay cho em để đặt hàng ngay. Đó, để tránh tình trạng bây giờ hiện tại thì dòng Estin bây giờ nó cũng thú thật với các bác là bây giờ đang thật sự rất là hiếm hàng. Đến cửa hàng chúng em thôi bây giờ nhập hàng về mà hệ Estin cũng cực kỳ khó luôn các bác nhá. Đó. Nên là khi mà hàng có những dòng sản phẩm Estin nào mà đẹp, hàng ngon lành tuyển chọn thì cửa hàng chúng em sẽ nhập về và giới thiệu luôn cho các bác xem qua. Đó, các bác nào ưng ý được thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Và hai con hệ Estin 023 này là công suất của nó là 40,2 cc các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,6 kg. Đó, 4,6 kg thông số của nó. Còn nếu mà ráp cả lam xích vào nữa thì con này nó rơi vào tầm khoảng 5 kg, hơn 5 kg một tí xíu. Đó, còn hệ hai con này thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Còn nào cũng đẹp các bác nhá. Lam xích thì nguyên zin của nó luôn này. Hai con máy lam xích của nó thì dài bằng nhau luôn các bác nhá. Hai con đều dài bằng nhau cả. Thắng xích thắng gước sử dụng đầy đủ nguyên này. Đó, hai con đều thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Xài hai ốc lam, tích hợp luôn hai ốc lam cho các bác về sử dụng. Con này cũng thế, hai ốc lam các bác nhá. Đó. Con này thì các bác nào mà có nhu cầu kéo khoảng tầm 5-6 đổ về thì con này có thể kéo được các bác nhá. Tầm 5-6 đổ về. Đó, các bác nào cân nhắc kỹ. Đó, cần những cái hệ mà máy mà tầm phân khúc tầm trung, máy nói chung là về sử dụng gia đình hoặc là muốn kéo lam không quá là dài thì lựa chọn con này là cực kỳ hợp lý nhá. Mà hệ Estin của nó thì nổ thì cực kỳ sướng rồi. Đó. Vòng tua của Estin ấy thì như cửa hàng chúng em cũng sửa máy hoặc là bán máy thì cũng biết vòng tua của Estin thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Và máy móc của nó nổ rất là thoáng, không hề bị bí bách gì cả như mấy dòng hệ khác. Đó, hệ Estin của nó thì xài thì cực kỳ đảm bảo cho các bác là thoáng máy, sử dụng thì nổ thì không chê điểm gì được rồi. Bởi vì hệ Estin này nó có thuộc cái dạng là ông vua bà chúa rồi đúng không ạ? Và hiện tại thì giá con này thì em bán giá là hệ Estin 023 sản xuất, con này là năm 1993 này. 1993. Đó, và giá hiện tại thì con này thì em bán với giá là 4.100.000. 4.100.000 cho con sản xuất năm 1993. Và con này là sản xuất năm 1992. Em bán với giá là 4 triệu đồng. Đó, thì các bác nào mà xem video được mà cảm thấy mà vừa túi tiền mình thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Đã để trên màn hình rồi, các bác chỉ cần để lại cho em tên, địa chỉ, số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác luôn. Các bác nào chốt còn nào thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Đó, và hiện tại thì em cũng báo giá, báo luôn năm sản xuất, con này là sản xuất năm 1993 các bác nhá. Và con này sản xuất năm 1992. Giá 4.1 triệu là cho con sản xuất năm 1993 và 4 triệu cho con sản xuất năm 1992. Đó, và giá của bên em là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi. Hoàn toàn miễn phí ship và được tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là một cái gồm một típ mở buji, một chiếc rũa, một tô vít chỉnh. Đó, máy móc đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z. Đó. Không chê ở điểm gì được rồi các bác nhá. Đó, bồ viết của nó thì cực kỳ chất lượng luôn các bác này. Quá là ok luôn nhá. Hệ Estin 023. Vâng, thì sau đây thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy. Để cho các bác nào mà ưng ý thì liên hệ qua cho em ngay để đặt hàng. Test nổ luôn trong video để cho các bác tham khảo có thể dễ dàng nhất. Đó, lựa chọn với tầm phân khúc cho gia đình mình. Vâng, xin phép các bác là em sẽ để hai máy xuống dưới đất để giật nổ cũng như là test nổ luôn các bác nhá. Dạ vâng, còn đầu tiên các bác nhá, giá 4.1 triệu. Dòng cưa xích Estin 023, máy móc nguyên zin nguyên bản, nó đảm bảo cho các bác là đảm bảo nguyên zin 100%. Nòng hơi thì cứng cáp nguyên các bác nhá.
cực kỳ chắc chắn rồi. Đó. Máy móc đảm bảo cho các bác chất lượng luôn. Máy móc thì em đã dọn nổ như là căn chỉnh ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi các bác nhá. Rồi, tiếp đến con thứ hai các bác nhá. Con này là sản xuất năm 1992, giá 4 triệu đồng. Máy móc cũng đảm bảo cho các bác là chất lượng từ A tới Z luôn. Nòng hơi thì vẫn cứng cáp nguyên bởi vì hai con này là cửa hàng chúng em là dòng sưu tầm. Đó, nhưng mà con kia nó sản xuất, một con sản xuất đời trước, một con sản xuất đời sau thì em để chênh giá 100 ngàn thôi. Thì các bác nào thấy con nào mà ưng ý với tầm mắt mình thì lựa chọn các bác nhá. Máy móc nổ thì rất là êm luôn, không có việc gì phải lan tăn cả. Linh kiện cũng như là máy móc thì cũng đã kiểm tra, cũng đã dọn nổ tất cả ngon lành hết từ A tới Z, nên là hàng tới thì các bác kiểu chỉ cần việc xài thôi, không việc gì phải lan tăn cả các bác nhá. Đó, và vâng, và video vừa rồi là em cũng đã test nổ cũng như là cho các bác xem từ A tới Z hết hai con máy rồi. Thì các bác nào thấy con nào hợp với mình thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Đó, hai con thì đảm bảo cho các bác là chất lượng thì không việc gì phải bàn cãi rồi, cửa hàng chúng em uy tín là vàng các bác nhé. Đó, nên là các bác không việc gì phải lăn tăn. Giá thì em cũng đã công khai hết ở trên video rồi. Thì các bác thấy con nào mà hợp với mình thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Đó, và giá của bên em là hoàn toàn miễn phí ship, nên là các bác không cần phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí phát sinh gì nữa các bác nhá. Đó, và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là một gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Rồi, vâng, và em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.